Xin chào các bạn nha. Rồi bây giờ đoàn của chúng mình dừng chân viếng chùa Linh Sơn Cổ Tự nha. Di tích lịch sử được công nhận nha các bạn. Hai bia đá và tượng Phật bốn tay. Đó, đây là di tích lịch sử được công nhận về hai bia đá và tượng Phật bốn tay nha. Đó. Và bây giờ mời các bạn vào viếng chùa Linh Sơn Cổ Tự nha. Đây là chùa Phật bốn tay núi Ba Thê nha các bạn. Để ba ngồi trên đây nè, đẩy ba lên. Còn cái dây kéo nữa. Ồ, cây xài quá. Rồi, đi anh lại lấy xe đi. Ủa bà Tư đâu bà Tài? Còn sau lưng. Không có phải ghét mà là nó ra cái mặt này đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rộng, xung quanh rộng quá trình luôn các bạn. Rất là nhiều cây sa ha. Nhà sau là nhà bếp, phía sau là nhà bếp cũng rất là rộng luôn các bạn. Phía trước chùa có hai ngôi tháp rất là đẹp. Ôi sơn màu này màu xám cho. Sông mê biển khổ mênh mông, giới là thiền vững vượt dòng khổ đau. Bên lòng giới định rồi trao, Tây phương bến giác thiền mau quay về. Muốn về tịnh độ Di Đà, giữ tâm thanh tịnh, tâm là bổ nguyên. Tâm thanh tịnh hạnh cần chiên, là nhân tịnh độ là duyên siêu phàm. Bùng sen và một ngôi tháp màu vàng rất là đẹp. Này là thiện vạn tự thiêu cúng dường cùng hai bạn đạo Bửu Minh Bửu Khiết ngày 8 tháng 4 Tân Mùi năm 1931. Rất là lâu các bạn. Trời ơi, sân chùa rất là rộng, đặc biệt là có cái cây dừa rất là lâu năm luôn á. Phật bóng tay chùa Linh Sơn, núi Ba Thê. Đây là chánh điện nha các bạn. Chánh điện Phật bóng tay chùa Linh Sơn, núi Ba Thê. Trước sân chùa có hai ngôi tháp rất đẹp. Và phía dưới sân chùa thì có rất là nhiều cây sao và có một cây dừa rất là lâu năm luôn nha các bạn. Ôm mấy vòng tay mà không giáp luôn á. Cây đó chắc ở trên 300 năm. Lâu năm ghê. Giờ chính điện. Yeah.
Đây là tượng Phật bốn tay nha các bạn. Đó, các bạn nhìn, mình quay về các bạn mới nhìn thấy rõ nè. Hai tay giơ lên và hai tay nắm để phía dưới. Hai tay phía dưới và hai tay giơ lên nè các bạn. Đó, tay trái và tay phải. Đó, đó là tượng Phật bốn tay. Trên đầu thì mình thấy có hình của những thần rắn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 thần rắn ở trên đầu Phật. Đây mình quay bên đây để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đó, tay bên trái là cầm sâu chuỗi hạt và tay bên phải là để phía sau gáy. Đó, và hai tay để ở phía dưới. Và đây là hai bia đá cổ nhất đó nha các bạn, đã được xác lập kỷ lục là di tích lịch sử nha các bạn. Tại vì người ta sơn phết lại thấy nó mới vậy đó, chứ là cổ nhất đó nha. Đây mình xin giới thiệu bia đá thứ nhất là Như Chánh năm 1886 tự thiêu cúng dường, cánh tay không trái, đúng tờ di chúc ngày 27 tháng 1 Giáp Tý năm 1924, và được sơn lại màu vàng rất là đẹp. Và nhìn vào bia đá thì các bạn thấy là rất là lâu đời luôn nha. Đó, và bia đá thứ hai này được trùng tu nha, trùng tu Linh Sơn Cổ Tự, đệ tử trụ trì Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Trí, dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 42, Pháp Húy Lệ Phúc Hiệu là Hân Chánh, xuất thế Kỷ Tỵ Niên năm 1929, Nguyên Tịch ngày 3 tháng 6 Nhâm Dần, trụ thế 94 năm, hạ lạp 58 năm. Bùm sen. Và đây là tấm bia thứ hai được trùng tu sơn lại màu lam rất là đẹp. Đây là hai tấm bia rất là lâu đời nha các bạn. Và cùng với tượng Phật bốn tay được xác lập là di tích, được công nhận là di tích lịch sử. Và đây, Bủ Khiết năm 1895 tự thiêu cúng dường cùng hai bạn đạo Bủ Minh Thiện Vạn ngày 8 tháng 4 Tân Mùi năm 1931. Với thời gian này thì chúng ta cũng biết được là hai tấm bia này rất là lâu đời luôn. Và đây, Thiện Vạn tự thiêu cúng dường cùng hai bạn đạo Bủ Minh Bủ Khiết ngày 8 tháng 4 Tân Mùi năm 1931. Quá là lâu đời luôn ạ.
Tạm biệt Phật bốn tay chùa Linh Sơn núi Ba Thê nha. Và hai tấm bia lịch sử. Và đoàn chúng tôi tiếp tục đến điểm tham quan mới nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở Thiền viện Trúc Lâm nha. Điểm tham quan tiếp tục của đoàn chúng tôi.